từ đây lên đỉnh 1, 2, 3, 3, 4 làn mới lên tới, lên trên đỉnh thì phải làm một đường, thì phải mở đường mới lên được trên đỉnh mọi người ạ. Mọi người cùng theo dõi nhé. Mọi người xem thấy thích thì hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, do trời mưa gió suốt một tuần nay, miền Bắc mưa suốt một tuần nay anh em ạ, đâm ra là không đợi chờ được nữa, hôm nay quyết định là đi làm chứ không thì đợi chờ này cũng chết. Đấy, như anh em thấy đấy, leo lên trên núi để mũ đường biên là rất là vất vả, rất là trơn trượt. Đấy, còn phải kéo và chống đẩy thôi. Xác định là hôm nay đi làm là rất là trơn trượt rồi, nhưng mà vẫn phải làm thôi anh em ạ. Vì chơi nhiều quá, mưa gió nhiều, chơi nhiều nên cũng sốt ruột anh em. Tết nhất thì đến đít nơi rồi mà máy móc thì cứ chống gầu để bãi đổ suốt, cũng sốt ruột các bác ạ. Đây tôi quay lại cho mọi người xem đấy, cái cảnh đường tôi đi lên đấy. Đấy, toàn phải kéo gầu thôi mọi người. Đường nó rất là dốc mọi người nhé. Dốc là do một tuần mưa gió là nó rất là trơn trượt đấy. Đất nó ngấm no nước rồi. Đấy, lên lưng chừng núi rồi đấy mọi người. Đấy, máy tôi bỏ lên lưng chừng núi rồi đấy. Đến chỗ này lại hiện tượng trơn rồi anh em ạ. Lại phải kéo gầu thôi. Lại phải kéo gầu để biết làm thế nào được. Xác định rồi, hôm nay đi làm chắc chắn là trơn trượt rồi. Có làm rồi, nhưng mà cố phải gắng phải khắc phục thôi. Đây, sẽ có hòn đá nó dắt vào lốp anh em ạ. Tôi nhìn thấy rồi. Muốn ra chỗ thằng thẳng này tôi lấy răng nó gãy để ra mọi người. Đây, chỉ đang định gãy thì em mới rơi ra. Chắc em mới sợ răng cào vào đau nên em phải rơi ra ngay. Đấy, lên tới chỗ này là hiện tượng trơn, lại phải kéo nữa mọi người ạ. Đây lại phải kéo nữa rồi.
đấy, mọi người thấy đồi núi cái hiểm trở không? Đường thì bé, đấy, trơn trượt, cái này nó mà trôi là rất là nguy hiểm, nó trôi như kiểu trượt tuyết đây này, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nó leo chỗ này toàn phải leo số 1 thôi, không dám leo số 2 mọi người. Đấy, bánh nó cứ ba tí lê đấy mọi người, nên mà nó có cái lá cây tầm tầm nó giữ ẩm rất là lâu, nó không có lá cây này thì cực kỳ ngon. Đấy, chỗ này gọi là sườn núi nó dựng đứng luôn mọi người. Chỗ này có gốc cây đâm ra là mưa gió nó lăn xuống sao anh em ạ, đi xe cái cạnh cạnh tôi lùi lại tôi gạt nó ra vì lúc bánh sau nó trèo lên là nó trơn lại không lên được. Đấy anh em ạ, đi bộ đường biên vào những thời tiết nó không tốt, mưa gió là trơn trượt, đi làm vất vả lắm, trơn trượt và rất là nguy hiểm. Này nó trơn trượt đấy mà làm không cẩn thận đấy là nó trơn trượt mà nó nghiêng ra ngoài này, nó rẽ ra ngoài luôn. Nếu một ô tô chạy ra ngoài nó là chịu chết luôn đấy. Máy xúc còn bắn bẩy được, còn lựa được. Đấy, đường rất trơn anh em ạ. Đâm ra toàn phải kéo gầu thôi. Đấy, làm thời tiết mưa gió xong làm rất là vất vả. Đấy, đây là cái quang cảnh để nhìn từ trên cao xuống đấy mọi người. Đây, những cái đường luẩn quẩn đây toàn là tôi mở thôi anh em ạ. Trơn ghê anh em ạ. Đây, rất là trơn.